đại kỵ mẹ bầu mắc phải khiến thai nhi suy dinh dưỡng, còi cọc từ trong bụng. Những điều dưới đây tưởng là tốt cho con, nhưng thực chất nó lại có tác dụng ngược, khiến cho thai nhi của bạn chậm phát triển. Thứ nhất, bà bầu thường ăn đêm. Thói quen ăn đêm là thói quen thường gặp của rất nhiều mẹ bầu. Bởi khi mang thai, mẹ bầu thường xuyên buồn miệng từ tháng thứ 5, nên việc ăn đêm dường như là thú vui khó tránh khỏi. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc ăn đêm không chỉ không cung cấp dinh dưỡng cho thai nhi, mà còn gây hại đến sức khỏe của người mẹ và khiến cho em bé mệt mỏi hơn. Vì vậy, để hạn chế nguy cơ thai nhi suy dinh dưỡng do bữa ăn phản khoa học, trước khi đi ngủ, mẹ nên uống một cốc sữa ấm để ngủ ngon hơn và giúp em bé lớn nhanh hơn. Thứ hai, bổ sung canxi quá nhiều. Nhiều mẹ bầu thường lo sợ trong quá trình mang thai bị thiếu canxi nên đã bổ sung canxi nhiều quá mức cần thiết. Việc làm này chẳng những không tốt cho sự phát triển xương khớp của bé, mà còn là nguyên nhân hàng đầu làm trẻ kém hấp thụ và ức chế phát triển của thai nhi. Bởi vì canxi tích trữ quá nhiều sẽ tích tụ ở bánh nhau, cản trở hoạt động trao đổi dưỡng chất và thai nhi chậm phát triển hơn bạn cùng trang lứa. Thứ ba, ăn nhiều quá mức. Ngày xưa các cụ thường ép các mẹ bầu ăn nhiều để mẹ khỏe, con sẽ khỏe, nhưng điều này hoàn toàn phản khoa học. Bởi nếu như mẹ ăn nhiều nhưng lại không khoa học, chỉ ăn những thứ mình thích mà không bổ sung đầy đủ các loại thực phẩm cũng sẽ khiến thai nhi bị thiếu đa vi chất. Bên cạnh đó, khi mẹ bầu ăn nhiều còn làm bà bầu thừa cân, béo phì và tác động đến tim mạch, làm tăng nguy cơ sinh non, sinh mổ, tiểu đường thai kỳ và tiền sản giật, vô cùng nguy hiểm tới cả mẹ lẫn con. Thứ tư, lơ là khi thiếu sắt. Trong quá trình mang thai thì sắt là dưỡng chất vô cùng quan trọng với mẹ bầu và thai nhi. Khi mẹ bầu thiếu sắt không chỉ đồng nghĩa với việc mẹ bầu thiếu máu, mà thiếu sắt khi mang thai còn ảnh hưởng đến thai nhi, làm trẻ sinh ra dễ bị nhiễm trùng, chậm phát triển trí tuệ, nhẹ cân, đều là những biểu hiện chung của chứng suy dinh dưỡng bào thai của bạn. Vì vậy, mẹ bầu cần lưu ý bổ sung sắt đầy đủ cho cơ thể nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Đừng tiếc like và comment khi xem video.